lương làm nguyên một băng luôn hả? Nguyên một nồi luôn. Quỳnh Văn Hoàng, Khương Chi Võ chơi một thùng luôn. Cái đó là pháo bông mà. Pháo bông. Đúng. Một thùng giá bao nhiêu vậy? 24 thùng. À, mà bao nhiêu tiền? 180 mấy đồng. Chịu không nổi luôn á, đã luôn á. Sao cảm giác chơi một phong coi sao rồi? Quá đã luôn anh, quá đã luôn anh. Đúng, rất là đã. Cảm giác coi bao lâu, mấy chục năm nay không được đấu báo. Mấy chục năm nay không được đấu báo. Ừ, vậy.